Và xin chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc và sự khát tường Sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi chi tiết của bạn tuổi Mão tháng 9 âm lịch năm 2020 Sau đây, mời các bạn cùng theo dõi chi tiết nội dung nhé xem tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch tuổi mão, bản mệnh biết thể hiện sức hút của bản thân nên được nhiều người để ý, trong đó có cả quý nhân và những người thầm thương trộm nhớ. Người tuổi mão gặp được nhiều điều may mắn trong tháng này, nếu biết chớp lấy thời cơ, bạn không chỉ đạt được thành công trên lĩnh vực sự nghiệp, tài lộc mà tình duyên cũng sẽ có dấu hiệu khởi sắc nhất định. Nhờ có được sự trợ giúp của nhị hợp mà tháng này bản mệnh làm điều gì cũng suôn sẻ bạn đã nhìn thẳng vào sự thật để đánh giá chính xác tình hình cũng như năng lực của bản thân nhờ thế mà đưa ra được những kế hoạch chính xác có định hướng rõ ràng cộng thêm tinh thần hăng hái sẵn sàng nhận nhiệm vụ bạn sẽ phát triển một cách nhanh chóng khiến mọi người ngưỡng mộ tuy nhiên điều cần lưu ý trong tháng này là bạn chớ nên cả thèm chóng chán hãy giải quyết tận gốc việc này trước khi bắt tay vào việc khác trên phương diện tài lộc nhị hợp cũng giúp đỡ bạn trong việc mở rộng các mối quan hệ bạn có cơ hội tìm được những đối tác triển vọng đôi bên hợp tác làm ăn có lợi nhờ sự đồng tâm hiệp lực đôi bên có thể cùng chung tay giải quyết khó khăn mở rộng phạm vi kinh doanh tiếp xúc thêm các mối khách hàng mới người trẻ tuổi với nhiều khát vọng và hoài bão cũng đạt được những bước tiến đầu tiên có hy vọng trên phương diện tình cảm, Mộc Dục cho thấy bạn đã dần biết chú ý hơn đến ngoại hình của mình, nhờ đó mà bạn chinh phục được ánh mắt của không ít người xung quanh. Việc bạn cần làm bây giờ là tinh tường để nhận ra ai là người thực sự chân thành với mình. Những người đã có đôi có cặp lại cần phải lưu ý khi đối diện với Đào Hoa, hãy giữ vững lý trí để nhận ra ai là người quan trọng nhất với mình. Tử Vi tháng 9 năm 2020 tuổi Mão âm lịch sự nghiệp xem tử vi tháng 9 năm 2020 âm lịch tuổi mão, dưới sự nâng đỡ của nhị hợp, sự nghiệp của người tuổi mão gặp nhiều điều thuận lợi, ít khi vướng phải khó khăn, cho dù có vấp phải khó khăn đi chăng nữa thì cũng chỉ mang tính chất tạm thời, thậm chí thông qua việc này, bạn có thể nhận ra ai là người thực sự đối tối với mình. Tháng 9 này, việc hợp tác làm việc có lợi với bản tính cởi mở dịu dàng của mình bạn có thể tạo dựng mối quan hệ đồng nghiệp hòa hợp đôi bên cùng giúp đỡ nhau phát triển bạn có thể nhận ra rằng tình đoàn kết sẽ giúp công việc đạt được hiệu quả cao hơn đồng thời cũng giúp mình vững tâm khi đối diện với sóng gió nguyệt lệnh mộc dục cũng cho thấy người trẻ tuổi sẽ gặp nhiều dấu hiệu đáng để hy vọng trong thời điểm này trước hết bạn nên đề ra một kế hoạch phù hợp với thực tế rồi từng bước thực hiện chớ nên nóng vội đốt cháy giai đoạn như vậy thì bạn sẽ nhanh chóng đạt được điều mà mình mong muốn người đang tìm việc làm cần bình tĩnh để xác định xem điều mà mình thực sự mong muốn là gì bạn không cần thiết phải chạy theo số đông hoặc sốt ruột khi mọi người xung quanh mình đều đã dần ổn định bởi như vậy thì bạn rất dễ rơi vào tình cảnh đánh mất phương hướng khi cần đến sự trợ giúp hoặc định hướng của người khác, bạn hãy tham khảo ý kiến của những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Hơn nữa, tuổi mão còn được cắt tinh tử vi chiếu mệnh nên sự nghiệp của bạn như được chắp thêm cánh, giúp bạn có nhiều cơ hội đạt được thành công. Tử vi tháng 9 năm 2020 tuổi mão âm lịch tài lộc. Người tuổi mão có những bước tiến rõ rệt trên phương diện tài lộc trong tháng 9 năm 2020 âm lịch này bạn đã xác định được mục tiêu và đích đến của mình nên không bao giờ đánh mất phương hướng những bước tiến nhanh chóng và ổn định sẽ giúp bạn có một nguồn tài chính dồi dào dù không phát tài ngay lập tức thì cũng sẽ đủ ăn đủ tiêu có của tích lũy các mối quan hệ làm ăn được mở rộng giúp bạn được chạm tay tới nhiều cơ hội đáng mơ ước bạn có thể nhân cơ hội này để phát triển thêm trên những phương diện mà mình mong muốn từ lâu chắc chắn sẽ thu được thành quả bất ngờ tử vi là các tinh trợ mệnh sẽ giúp bạn gặp được càng nhiều điều may mắn hơn với những người trẻ tuổi có ý định khởi nghiệp trong tháng này bạn cần bình tĩnh xác định đường đi nước bước cho mình với bản tính hay thay đổi bạn có thể nhanh chóng cảm thấy chán nản hay bỏ giờ công việc giữa chừng điều này khiến cho công việc của bạn trở nên bấp bênh thiếu ổn định mộc dụng cho thấy bạn hãy là chính mình không cần thiết phải trưng diện hay khoe khoang để thu hút tầm mắt của người khác chỉ cần chăm chỉ, cố gắng với công việc của mình, bạn chắc chắn sẽ nhận được sự yêu mến và giúp đỡ của mọi người thôi. Tháng này, dù tiền lương dư giả, bạn cũng không nên chi tiêu quá hào phóng. Hãy luôn giữ cho mình một khoản tiết kiệm để đề phòng những điều bất chắc xảy ra trong cuộc sống. Tử vi tháng 9 năm 2020 tuổi Mão âm lịch tình duyên chuyện tình duyên của người tuổi mão trong tháng này về cơ bản là tốt bạn thường xuyên nhận được những lời mời giao lưu kết bạn từ bạn bè xung quanh mình tuy nhiên đào hoa thì đào hoa vậy bạn vẫn cần phải biết cách cư xử và lựa chọn thì mới có thể gặp được người như ý muốn đối với các bạn còn độc thân dưới tác động của mộc dục bạn dường như thay đổi trở thành một người hoàn toàn khác bạn vốn là con giáp không thích ồn ào nhưng đã biết cách ăn mặc và trưng diện nhiều hơn, đồng thời mở rộng lòng mình để trò chuyện với mọi người nên ai cũng có thể nhận ra được sức quyến rũ của bạn. Khi nhận được sự chú ý của nhiều người, bạn chớ nên dễ dãi, giữ quan hệ với tất cả, bởi có thể trong số đó còn có những người không nghiêm túc nữa hãy chỉ làm quen với những người thực sự chân thành muốn tìm hiểu mình như vậy thì bạn vừa đỡ tốn thời gian vừa hạn chế được những tổn thương tình cảm sau này đối với những người đã lập gia đình hoặc đã tìm được nửa kia sức hút của bạn bắt nguồn từ sự chín chắn và giàu kinh nghiệm của mình bạn cũng có thể thu hút được ánh nhìn của nhiều người khiến người ta muốn tiếp cận và gần gũi với mình những lúc như thế này, bạn cần nhận ra đó là đào hoa xấu, bạn tốt nhất nên giữ khoảng cách hợp lý và bày tỏ thái độ rõ ràng. Ngoài ra, một vài đối tượng đến với bạn có thể là vì thực sự muốn tốt cho bạn, có thể là quý nhân của bạn trong tương lai. Tử vi tháng 9 năm 2020 tuổi mão âm lịch sức khỏe. Tử vi thấy tình hình sức khỏe của người tuổi mão nhìn chung là ổn định trong tháng này. Bạn dần quan tâm đến sức khỏe của mình hơn nên luôn chú ý tập luyện thể dục, thể thao, đồng thời có chế độ ăn uống hợp lý. Nhờ vậy, bạn luôn cảm thấy khỏe khoắn, tràn đầy sức sống và sẵn sàng bắt tay vào thực hiện mọi kế hoạch mình đã đề ra. Những người bận rộn trong công việc nhớ xây dựng thời gian biểu với chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, như vậy thì bạn vừa giữ được sức khỏe, vừa giúp công việc đạt được hiệu quả cao. Cẩm Nang Vượng Vận. 1 Tân Mão, Mộc Nam kế đô, nữ Thái Dương. Khẩu quyết đón nhận nhiều tin vui trong lĩnh vực sự nghiệp và tài lộc. Quý nhân, hợi, mùi. Tiểu nhân, dậu, thìn. Màu sắc may mắn, xanh da trời, trắng. 2. Quý Mão, Kim Nam Thái Bạch, nữ Thái Âm. Khẩu quyết mở rộng mối quan hệ, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người xung quanh. Quý nhân, tuất, dần. Tiểu nhân, tí, ngọ. Màu sắc may mắn, xanh lá cây, xám. 3. Ất mão, thủy, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, thích hợp đưa ra những kế hoạch đầu tư, kinh doanh, nhưng cần phải chi tiêu thích hợp. Quý nhân, thìn, hợi. Tiểu nhân, dậu, tí. Màu sắc may mắn, vàng, xanh dương. 4. Đinh mão, hỏa, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết, quan tâm đến ngoại hình, nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới quý nhân, mùi, tuất, tiểu nhân, thìn, ngọ, màu sắc may mắn, tím, xanh nước biển. Năm, kỷ mão, thổ, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết, chớ nên cả thèm chóng chán, bỏ giờ công việc giữa chừng. Quý nhân, dần, thìn, tiểu nhân, mão, tỵ, màu sắc may mắn, xanh lá cây, nâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.